thi thể người đàn ông đang phân hủy trong bụi cây ở thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ thi thể người đàn ông phân hủy được người dân phát hiện trong bụi cây ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8 tháng 5, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thi thể đàn ông phân hủy ở xã Bình Mỹ. Theo điều tra, sáng cùng ngày, người dân đi trên đường Võ Văn Bích, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi phát hiện một thi thể đang phân hủy trong bụi cây, nên trình báo công an. Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, cảnh sát xác định thi thể là nam giới, đang phân hủy nặng. Trên cổ người chết có buộc sợi dây dù.